Xin chào các bạn, mình là Dương Dê, chúng ta lại gặp nhau trong một buổi tư vấn điện thoại rồi. Và nếu mà các bạn hỏi mình rằng là bây giờ cái chiếc điện thoại flagship nào của Samsung đáng mua nhất thì câu trả lời của mình đó sẽ là Samsung Galaxy S9 Plus. Tại sao mình lại nói như vậy? Bởi vì là như các bạn biết, mình đã có một cái video nói về việc là chúng ta sẽ mua điện thoại flagship khi nào. Đó là khi mà cái sản phẩm nó ra mắt được khoảng 1 năm và đã có cái sản phẩm kế nhiệm mới ra mắt rồi. Và như các bạn biết là Galaxy S10, S10 Plus đã ra mắt và bây giờ chúng ta có Galaxy S9, S9 Plus đã sau đó 1 năm rồi. Và sau 1 năm thì cái sản phẩm này giá nó đã tụt rất nhanh. Đấy, hiện tại thì như mình tham khảo giá tại ClickBuy thì đối với cả phiên bản hàng cũ cho Galaxy S9 Plus Mỹ, cái sản phẩm này sẽ chỉ có giá là khoảng 9.390.000 đồng. Và với cái phiên bản Hàn thì nó sẽ có giá là khoảng 9.790.000 đồng. Và khi mà các bạn mua tại ClickBank trong cái dịp đại lễ này thì các bạn sẽ được giảm thêm 200.000 đồng nữa. Đấy, nghĩa là bản Mỹ sẽ chỉ còn là 9.190.000, còn bản Hàn sẽ còn là 9.590.000 đồng. Đấy, và nếu mà chúng ta so sánh với cả mức giá cả nghìn đô của Galaxy S9 Plus cái đây 1 năm ấy thì thực sự là bây giờ nó đã giảm giá quá nhiều rồi. Và mình cũng nói rằng là flagship ấy thì thường là nó sẽ giảm giá nhiều nhất trong cái năm đầu tiên, và sau khi chúng ta đã qua cái năm giảm giá nhiều nhất rồi thì sau này khi mà nó giảm giá xuống thì nó cũng sẽ giảm giá từ từ thôi, chứ nó sẽ không giảm giá quá kinh khủng như là cái năm đầu tiên nữa. Và cái thời điểm hiện tại cũng là cái thời điểm để cho chúng ta lựa chọn mua Galaxy S9 Plus. Thế vậy thì Galaxy S9 Plus cái phiên bản Mỹ và phiên bản Hàn nó sẽ khác gì so với cả cái phiên bản Việt? Thì mình sẽ so sánh hai phần như này. Thứ nhất là về phần con chip đi, thì cái Galaxy S9 Plus phiên bản Mỹ thì nó sẽ sử dụng con chip Snapdragon 845, còn phiên bản Việt với cả phiên bản Hàn thì nó sẽ sử dụng con chip Exynos 9810. Đấy, cái sự khác biệt tiếp theo nữa là cái sự khác biệt về SIM thì sao. Phiên bản Việt mặc định là sẽ có tùy chọn là 2 SIM hoặc là 1 SIM 1 thẻ. Đấy, tuy nhiên là cái phiên bản Mỹ với cả phiên bản Hàn thì chỉ có thể lựa chọn được 1 SIM thôi nếu mà chúng ta mặc định theo máy. Đấy. Thế bây giờ giữa cái phiên bản Mỹ và phiên bản Hàn thì có cái điểm gì khác biệt nữa? Đó là phiên bản Mỹ chúng ta sẽ không thể độ được lên 2 SIM, còn phiên bản Hàn chúng ta hoàn toàn có thể độ được lên 2 SIM giống như là phiên bản hàng quốc tế, hoặc là chúng ta có thể gọi là phiên bản hàng chính hãng cũng được. Đấy, kiểu như thế. Đấy, đấy chính là cái sự khác biệt nữa. À, và thêm một cái sự khác biệt nữa, đó là sự khác biệt về ROM. Khi mà phiên bản hàng chính hãng ấy thì nó sẽ sử dụng một cái ROM quốc tế, không có bất kỳ một ứng dụng rác nào cả. Còn phiên bản Mỹ với cả phiên bản Hàn thì nó có rất là nhiều ứng dụng rác, rất nhiều các cái ứng dụng của nhà mạng. Đấy, tuy nhiên là chúng ta cũng có thể xóa đi một cách cực kỳ là dễ dàng thôi, không có điểm gì khó khăn cả. Và một cái sự khác biệt cuối cùng, nó cũng nhỏ thôi, đó là sự khác biệt về thanh toán điện tử Samsung Pay và quà tặng Galaxy. Đấy, thực ra là quà tặng Galaxy chúng ta có thể cài đặt được, nhưng mà mình cũng không khuyên các bạn là cài đặt lậu. Làm như thế thì nó hơi buồn cười. Cá nhân mình chẳng bao giờ làm cái điều đó đâu. Còn cái Samsung Pay thì nó sẽ chỉ dành cho thị trường chính hãng của Việt Nam thôi. Nếu mà bạn thực sự cần đến Samsung Pay thì lúc đó hãy nghĩ tới cái phiên bản hàng chính hãng. Bởi vì là các bạn xem là ví dụ như bao nhiêu lần các bạn thanh toán các bạn sử dụng đến Samsung Pay, hoặc là mình biết là có rất nhiều bạn mua Samsung về nhưng không bao giờ sử dụng đến tính năng Samsung Pay đấy. Vậy nếu mà không cần thì chúng ta cũng không cần phải quá quan trọng cái điều đó. Còn nếu mà chúng ta thực sự quan trọng Samsung Pay ấy, thì thực ra là ở trên phiên bản Mỹ và phiên bản Hàn chúng ta hoàn toàn có thể cài vào được. Nhưng mình khuyên các bạn là không nên, và tuyệt đối không nên luôn. Bởi vì là tất cả những cái gì mà liên quan tới thanh toán điện tử, liên quan đến tiền của chúng ta thì tốt nhất là không. Đấy. Thế thì bây giờ lựa chọn cái phiên bản nào là hợp lý? Thì nếu mà các bạn lựa chọn phiên bản Mỹ thì các bạn sẽ được một mức giá rẻ hơn và các bạn sẽ được hiệu năng tốt hơn. Tuy nhiên là các bạn sẽ chỉ có một SIM mà thôi và không thể đổi lên 2 SIM. Nếu mà với những người nào mà cần 2 SIM chẳng hạn, bắt buộc người ta phải mua thêm một cái máy nữa, như thế rất là phiền phức, cầm đi hai máy rất là phiền, đúng không nào? Thế thì chúng ta sẽ nghĩ sang là tí, nhưng mà đánh đổi lại thì chúng ta có thể độ lên 2 SIM. Đấy, còn ROM các thứ thì chúng ta có thể cài eSlook như là cái phiên bản hàng chính hãng. Đấy, cá nhân mình thì sẽ ưu tiên hơn về phiên bản Hàn, bởi vì mình nghĩ là với cái hiệu năng của con chip Exynos 9810 là đã rất là đủ cho mình rồi, mình cũng không nhất thiết phải
cần đến hiệu năng của con chip Snapdragon 845 làm cái gì cả. Đấy nên là mình sẽ ưu tiên lựa chọn phiên bản Hàn hơn. Còn lại về tất cả các yếu tố khác của Samsung Galaxy S9 Plus thì con này vẫn còn rất lâu. Đấy rồi là việc từ việc có hai loa ngoài nghe cực kỳ hay, công nghệ Dolby Atmos nghe quá hay luôn. Và thêm nữa là có khả năng kháng nước kháng bụi. Nói chung tất cả mọi thứ của nó đều ở mức độ toàn diện. Và nếu mà so sánh sang với cả Samsung Galaxy S10 Plus mà mình đang sử dụng bây giờ thì thậm chí là nó có cả cảm biến bóng mắt này, rồi là có cả phím home cảm ứng lực này. Đấy là những cái điều mà Galaxy S10 Plus đã bị cắt giảm đi. Đấy. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về Samsung Galaxy S9 Plus và theo các bạn thì thời điểm hiện tại có phải là thời điểm đáng mua nhất của cái sản phẩm này hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Và theo các bạn thì các bạn sẽ mua phiên bản Hàn hay là phiên bản Mỹ thì cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.